Tiếp nối chương trình trên TTV Anh Chi, kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả bác sĩ Nguyễn Tuấn đăng trên trang Thông Luận. Trọc phú mới và thẩm mỹ tồi. Trọc phú mới là chữ dùng để mô tả những người giàu sụ, nhưng được cảm nhận như là những người phô trương và thiếu tánh lịch lãm. Đặc điểm này có vẻ mô tả khá đúng những người giàu sụ ở Việt Nam ngày nay. Có lần tôi đi về Bến Tre và đi ngang qua một biệt thự rất lớn giữa một cánh đồng. Hàng xóm của ngôi biệt thự là những căn nhà lá thô sơ rách nát, rất tiêu biểu cho một làng quê nghèo ở miền Tây. Ngôi biệt thự đó có thể nó đẹp, nhưng nó xuất hiện không đúng chỗ và do đó làm cho nó xấu. Nói lịch sự theo tiếng Anh là bad taste, thẩm mỹ tồi. Thẩm mỹ tồi là khái niệm không dễ định nghĩa nhưng rất dễ nhận ra. Một người làm nghề lao động nghèo nhưng tậu một chiếc siêu xe hàng trăm ngàn đô la có thể xem là thẩm mỹ tồi. Tương tự, trong một đất nước mà đa số dân chúng còn rất nghèo nhưng xuất hiện những trọc phú tiêu ra hàng trăm triệu đồng cho một chai rượu Tây hay cho một bữa ăn, cho dù là do người khác tài trợ thì vẫn có cái gì đó nó là thẩm mỹ tồi. Những thảo luận về thẩm mỹ tồi, về quý tộc và tinh hoa làm tôi liên tưởng đến một vở kịch rất nổi tiếng của văn hào Molière có tựa đề là Le Bourgeois Gentilhomme, có thể dịch sang tiếng Việt là Trưởng giả học làm sang. Tựa đề này dịch chưa đúng bản chất câu chuyện và phim Pretty Woman vào đầu thập niên những năm 1990. Câu chuyện trong vở kịch lừng danh viết vào thế kỷ 17 và cuốn phim 30 tuổi đó xem ra rất liên quan với những ý kiến về quý tộc và tinh hoa ở Việt Nam. Việt Nam có những người có rất nhiều tiền nhưng khó mà xếp họ vào nhóm quý tộc, cho dù họ rất muốn được như thế. Thật ra tôi nghĩ Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua không có giai cấp quý tộc. Làm sao có giai cấp quý tộc khi người ta chọn theo con đường của mấy ông Tây râu ria kia và ông Tàu mặt trơn nọ? Làm sao có giai cấp quý tộc sau cuộc cách mạng dưới danh nghĩa trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ? Ngay cả những người muốn nghĩ mình là quý tộc chỉ mới thoát ra từ cái văn hóa xã hội chủ nghĩa. Họ không có những tố chất và vẫn còn phải học trí văn thiện mỹ của giới quý tộc. Nhưng các nước mới ra khỏi xã hội chủ nghĩa như Nga và Tàu có giai cấp trọc phú mới. Trọc phú mới có thể tạm dịch là trọc phú mới đi, là một danh từ không hàm ý nghĩa tích cực mà là tiêu cực và có phần khinh bỉ. Thành phần trọc phú mới là những người trục lợi và làm giàu, không phải nhờ vào gia tài của tổ tiên để lại, cũng chẳng phải nhờ vào thực tài đóng góp cho xã hội, mà là nhờ vào những cái mối quan hệ hắc ám với các thế lực cầm quyền và cướp bóc dân chúng có bài bản. Những kẻ trọc phú mới làm giàu rất nhanh. Họ xuất phát từ thành phần hạ đẳng trong xã hội và do đó họ thường ít học, thiếu kiến thức và kém văn hóa trong cư xử hàng ngày. Tiêu biểu cho những kẻ trọc phú mới là những trọc phú bên Tàu hiện nay. Họ là những hậu duệ của những người bần cùng theo Mao làm cách mạng và họ làm giàu nhờ vào lợi dụng mối quan hệ với Đảng Cộng sản Tàu. Có khi là con cái của các đảng viên cao cấp để thu tóm và buôn bán bất động sản và khai thác tài nguyên quốc gia. Giới trọc phú mới ở Tàu đó đang học làm quý tộc. Họ thừa biết rằng đồng tiền mà họ đang có không mua được danh giá, không làm cho họ sang trọng, không làm cho người phương Tây nể trọng, mà ngược lại làm cho người ta khinh rẻ. Giới trọc phú mới của Tàu thừa biết rằng quần chúng Tàu chỉ sợ họ, nhưng trong thâm tâm thì rất khinh họ. Thế là họ phải bỏ tiền ra để ghi danh học những cái lớp học về văn hóa và cư xử. Những lớp học chỉ có 7 ngày, nhưng mà tốn những 12.000 đô la Mỹ. Cái giá 12.000 đô la Mỹ đó sẽ giúp cho họ biết nói tiếng Anh cho lịch lãm này, biết cách hành xử ở những nơi sang trọng này, như đi thang máy trong khách sạn upmarket này, ăn mặc như thế nào cho nó hợp thời, đúng mốt, hay là cái cách dùng muỗng nĩa trong các bữa tiệc formal. Rồi đến cái cách thưởng thức nghệ thuật, từ âm nhạc đến hội họa. Nói chung là 12.000 đô la Mỹ đó cho một cái khóa học có 7 ngày thôi, và họ học những cái protocol và kiến thức cơ bản trong xã hội phương Tây mà những ai sống lâu và hòa nhập ở các nước phương Tây đều không ít thì nhiều cũng có biết qua. Có vài trường hợp, có vài trường đại học ở bên Mỹ nha, họ gửi giáo sư của họ đi học những cái lớp protocol này luôn đó thưa quý vị. Ở Việt Nam, nơi có thể xem là một phiên bản của Tàu, thì cũng có thành phần trọc phú mới. Những người trọc phú mới ở Việt Nam cũng chẳng khác gì so với các đồng môn của họ ở bên Tàu, về xuất thân hay về cách làm giàu. Do vậy,
Những người trọc phú mới ở Việt Nam cũng có những đặc điểm giống như giới tân trọc phú ở bên Tàu, tức là vụng về trong phát biểu, nông cạn trong ý kiến, thô kịch trong hành xử, kém văn hóa trong cách ăn và mặc, vân vân. Cứ nhìn trang phục và cái cách họ mặc, cái cách họ dùng cái cravat, cái cách họ quàng cái khăn ngang cổ, hay cái cách họ trang điểm, cái cách họ cầm ly rượu, cái cách họ đi đứng, cách họ ngồi, ăn uống, đại khái như vậy, thì chúng ta thấy rõ là họ thiếu cái cốt cách của giai tầng quý tộc. Mượn câu nói của John Steiner, "You can take the app out of the jungle, but you cannot take the jungle out of the app." Họ có thể, nghĩa là, thưa quý vị, cái câu đó nghĩa là quý vị có thể đem một con khỉ ra khỏi khu rừng, nhưng quý vị không thể nào đem được cái khu rừng ra khỏi con khỉ đó cả. Họ có thể đã thoát ra khỏi cái ngôi nhà nông xã hội chủ nghĩa, nhưng mà cái chất lúa thì vẫn chưa có thoát ra khỏi họ. Nghĩa là chân vẫn còn dính phèn đó, thưa quý vị. Việt Nam cũng như bất cứ nước nào có thành phần political elite, đó là những người đang cầm quyền trong hệ thống chính trị và guồng máy kinh tế. Có thể nói đa số những cái thành phần mà political elite này đó là đảng viên. Vì là tinh hoa chính trị, khó mà nói họ đại diện cho quần thể dân chúng. Cứ nhìn xem ở trong nước, họ nói và viết tiếng Việt làm cho dân chúng nhăn mặt khó chịu. Còn ra nước ngoài thì cái cách họ nói tiếng Anh đó, mà thực ra là không phải nói mà là đọc tiếng Anh đó, thưa quý vị. Trong các hội nghị quốc tế thì chẳng ai hiểu cả. Một dân tộc 90 triệu người mà có những người mang chuông đi đấm xứ người như thế thì quả là một sự thiệt thòi đáng kể. Tóm lại, Việt Nam có thể có tầng lớp political elite, nhưng khó mà nói họ là intellectual elite. Nghĩa là sao, thưa quý vị? Nghĩa là Việt Nam có thể có tầng lớp tinh hoa chính trị, nhưng mà khó có thể gọi họ là tinh hoa trí thức được lắm. Nhưng mà dĩ nhiên, elite hay tinh hoa thì cũng không có nghĩa là quý tộc. Thực ra đó, tôi đoán rằng những tinh hoa chính trị này cũng không có muốn xem mình là quý tộc. Vì họ tự hào với cái xuất thân từ giai cấp lao động và cha anh họ từng căm thù và đánh đổ cái giai cấp quý tộc. Cũng giống như ông Jourdain mời dàn nhạc về nhà biểu diễn, những kẻ trọc phú mới này đó đang rao bán cái ý tưởng một nhà hát giao hưởng. Nhà hát giao hưởng để những kẻ tự xem mình là quý tộc thưởng thức. Nhưng, như nói ở trên, họ không thể nào thuộc vào cái giai cấp quý tộc được, và họ cũng chỉ là những kẻ đang giúp cho những cái tên bá tước Dorant trong vở kịch Molière trục lợi mà thôi. Cũng như ông Jourdain trong The Good Be Gentleman và cô Vivian Ward trong Pretty Woman, cho dù khoác lên người những bộ đồ sang trọng và đã qua cái lớp học về giao tiếp trong giai cấp thượng lưu, nhưng những người trong giai cấp đó vẫn không có xem cô là người trong cùng bộ lạc. Thưa quý vị, cái cô đó là một cái cô gái đứng đường ha, trong bộ phim Pretty Woman, người đàn bà xinh đẹp. Cũng như đất nước Việt Nam ta, dù có tỷ phú và nhiều triệu phú đô la, nhưng trong con mắt của người phương Tây thì vẫn là một nước nghèo hay là rất nghèo. Và trong thực tế thì đúng là như thế, phải không ạ? Đất nước Việt Nam của chúng ta là rất nghèo. Những bữa ăn bạc tỷ đồng hay là những cái sự phung phí hàng trăm triệu đô la mang tính biểu tượng không có làm cho họ sang hơn được, mà chỉ làm cho họ trông hợm hĩnh hơn. Sự hiện diện của những trọc phú mới không làm cho Việt Nam ta hãnh diện, mà chỉ là dấu hiệu về một sự hư hỏng mang tính hệ thống. Trong một môi trường nghèo khổ, nhà tranh vách lá, thì cái việc xuất hiện một lâu đài là dấu hiệu của hợm hĩnh. Ở Úc, những chiếc xe hơi cao ngông nghênh có thời được xem là anti-social, phản xã hội. Ở Việt Nam, trong môi trường đường xá tồi tệ và ngập nước triền miên mà lại xuất hiện siêu xe thì là dấu hiệu của bất bình thường, của một bệnh phản xã hội. Tương tự, sự hiện diện của một nhà hát giao hưởng không làm cho cái thành phố mang tên Hồ Chí Minh nó sang trọng hơn được. Nếu không muốn nói là làm cho thành phố thêm nhí nhố và hợm hĩnh, như sự hợm hĩnh của căn biệt thự giữa đồng lúa, nhà tranh vách đất nghèo nàn ở Bến Tre. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.